Chào anh em nha. Này mình ra suối còn cái rô này, rô cá chép. Còn cám, còn phao nổ là câu cái dớ anh em, còn lửng. Nhỏ là câu cám anh em.
Thank you.
Bạn bình luận con cá này cái gì nè anh em. Mình không biết con cá này cái gì nè. Cá lúi hay cái gì? Nó là suối anh em. Cá này nó ăn nhịp khó rồi. Nó khó anh em. Cá lúi này sẽ bắt về nuôi anh em. Chào anh em nha.